để đối giao cảm. Để đối giao cảm thì để duy trì được cái chức năng về cân bằng nội môi, homeostasis đó. Đó, Tiến có thể tìm hiểu thêm về cái homeostasis này. À, vì nói chung là cái sympathetic á, là giao cảm, là nó sẽ liên quan đến tim với phổi nhiều hơn đúng không anh? Nè, các chức Nó sẽ năng của là nó liên tăng. quan nè, ví dụ như mắt nè, ví dụ như tuyến nước bọt nè, tới phổi, tim, rồi các cơ quan nội tạng nè. Giống như lúc này chúng ta đồng tử giãn nở ra, tự động nó giãn nở ra, chúng ta không điều khiển cái chuyện đó, hoặc là tuyến Là nước bọt. cái sympathetic là fight fight or flight, còn cái bên kia là nghỉ ngơi, kia Đúng là nghỉ rồi, ngơi nhiều hơn. đúng rồi, cái này không phải là À. nghỉ ngơi mà là đưa về trạng thái normal condition, normal condition để nó À, làm gì nó đối nghịch nhau. nó đối nghịch nhau để nó đưa cơ thể về trạng thái cân bằng, nó maintain cái homeostasis nè, nó đưa về trạng thái ổn định, tại vì cơ thể chúng ta phải ổn định thì nó mới duy trì chức năng sống được, chứ nó không thể nào nó cứ lúc nào cũng tăng cường những cái này lên quá mức. Những cái này căng tăng quá mức tùy theo các trường hợp cơ thể bị stress bị nên chúng ta mới nói là khi mà một số người bị đau bao tử chẳng hạn, mặc dù họ ăn uống đầy đủ nhưng mà do công việc họ stress quá nên nó dẫn đến họ bị đau bao tử. Đây là một cái nè, vì khi họ đau bao tử nó sẽ ra những hormone làm bị stress đó. Khi họ bị stress họ sẽ có những hormone làm giảm đi cái quá trình tiêu hóa họ nè, và làm tăng dịch vị, tăng cái axit dạ dày nè, và dần 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 cái lượng axit tăng quá nhiều nó làm bào mòn cái niêm mạc dạ dày của họ và dẫn đến họ bị đau đau dạ dày, đau bao tử. Đó, đó lý do tại sao mà một trong những lời khuyên đối với người bị đau bao tử đó là giảm stress, thấy không? Đó, cái việc mà bị stress này nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái bên trong cơ thể, từ cái việc tập luyện, từ cái việc giảm tăng cơ, giảm mỡ gì đó, rồi từ cái việc tiêu hóa, các cơ chức năng cơ thể nó hoạt động. Vì khi mà bị stress á, under stress nè, condition, thì nó sẽ tác động lên toàn bộ cơ thể luôn. Đó. Nên chúng ta phải kiểm soát được cái lượng stress tốt. Mà cái stress này nó đến từ nhiều nguồn. Ví dụ như tập luyện cũng là một cái việc chúng ta gây stress, áp lực lên cơ thể. Tập luyện xong về mệt, đó là cái tín hiệu của stress. Rồi chúng ta làm việc, chúng ta suy nghĩ quá nhiều, chúng ta lo lắng quá nhiều thì cũng là stress. Và cơ thể nó không phân biệt được là thể chất hay là về ý thức, mà nó chỉ biết stress là stress thôi. Nên và nó sẽ phản hồi lại bằng cái việc nó điều khiển các cơ quan trong cơ thể như vậy, được không? Đó, đó là về giao cảm và đối giao cảm, và nó ảnh hưởng đến nhịp tim như thế nào, tại vì tim cũng là một phần trong cái hệ giao cảm, đối giao cảm luôn. Rồi rồi nói về van tim, chức năng của van tim á, là giúp cho dòng máu nó di chuyển một dòng, nó không có đi ngược lại, tức là khi máu ví dụ từ tâm nhĩ đi xuống tâm thất, nó không trào ngược lại trên tâm nhĩ mà nó tiếp tục nó đi, nếu mà nó bơm tiếp nó sẽ đi ra các động mạch phổi hoặc động mạch chủ gì đó, à đúng không? Tương tự bên này cũng vậy. Đó thì chúng ta chia ra làm van, có nhiều loại van, có van hai lá, van ba lá. Thì trong này, trong sách chúng ta sẽ có tricuspid nè, van là van ba lá, tri là ba nè. Đó để các bạn hãy nói lại để ví dụ gặp trong cái câu hỏi có thể biết nó là gì, try. Còn hai lá giống như bicep với tricep đó, thì đây là bicuspid nè, bicuspid, nhưng mà nó có một cái tên khác và tên này mình nghĩ nó sẽ hay dùng hơn, đó là mitral van, tức là van hai lá luôn á, nhưng mà nó dùng cái từ khác là mitral, mitral van. Rồi động mạch phổi, động mạch phổi là pulmonary, pulmonary, và động mạch chủ là aortic van. Thì động mạch phổi ở đây, khi mà cái này đi xuống là cái van ba lá nè, ở đây người ta đánh dấu van ba lá từ tâm nhĩ đẩy xuống tâm thất là van ba lá, xong sau đó nó sẽ khóa lại, giống như tín hiệu điện truyền xuống trên này co bóp đẩy máu xuống xong là khóa lại luôn, để máu không chạy ngược lên lại đó, khóa lại luôn. Và lúc này tín hiệu điện truyền ngược xuống tới đây, tiếp truyền đi xuống tới đây dẫn đến cái tâm thất bóp, co bóp cái, co bóp tim cái, cơ tim truyền qua cơ tim bóp cái, lúc này tao cái khóa này vẫn khóa và nó đẩy máu đi lên, đi qua cái động mạch phổi ở đây để truyền ra phổi, và lúc này cái những cái van chỗ này đóng lại luôn đó, giúp cho máu đi một vòng. Rồi sẽ có trường hợp và tương tự bên này, bên này đối với cái phần bên bên trái á, thì nó sẽ là van hai lá khi mà đi vào trái tim lại từ từ phổi đi vào tâm nhĩ trái,
xong sau đó sẽ truyền xuống tâm thất trái thông qua van hai lá và từ tâm thất trái đẩy lên trên động mạch chủ qua cái van của động mạch chủ đây. Thì cái van động mạch phổi và động mạch chủ nó khá giống nhau ở đây. Đó, nó là cái van hình như vậy. Còn cái van hai lá là vậy, hai lá là hai mảnh ghép vào, còn ba lá là mình có thể thấy ba mảnh ghép vào. Còn những cái sợi trắng này là những cái sợi gì? Những cái sợi trắng trắng này nè là những cái sợi mà nó nối xuống, ví dụ van hai lá đi, van hai lá bên này thì nó sẽ có những cái điểm nối xuống như này, những giống như sợi cơ để nó điều khiển cái van này gập mở ra, mở ra mở vô. Rồi trường hợp ví dụ như bị hở van tim thì sao? Hở van tim tức là khi đóng lại á, van tim bị bệnh á, thì khi đóng lại nó không có khích mà nó còn cái khe hở, làm cho cái gì? Làm cho nó làm cho dòng máu đi ngược lên lại. À, vì chức năng của cơ tim là giúp cho máu đi một dòng, nhưng mà khi chúng ta bị hở van tim thì khi máu nó bóp từ tâm nhĩ xuống thấp thì nó đóng lại, nó đóng không hết, làm cho cái dòng máu này đi ngược lên, nó đi ngược lên, hoặc là từ đây bóp ra ngoài, nó bóp không hết mà nó đi ngược vào. Thì nó dẫn đến việc gì? Nó dẫn đến là cái lưu lượng máu, ví dụ trong máu chúng ta liên tục phải, ví dụ trong một phút cái cơ tim chúng ta có thể, thay vì nó có thể bóp ra ngoài cơ thể 10 lít đi, thì lúc này khi bị hở van tim nó chỉ bóp đưa ra ngoài được khoảng 7 lít thôi. À, bóp được đi ra ngoài còn 7 lít, tại vì 3 lít kia nó tràn ngược vô lại rồi. Thì như vậy thì sao? Thì để, nhưng mà cơ thể nó luôn cần là cần cái 10 lít đó để nó duy trì cái chức năng sống. Thì lúc này phải làm sao? Thì cơ tim tự động nó phải bóp nhiều hơn, nó bóp nhiều hơn, nó bóp nhanh hơn, nhiều hơn, nhanh hơn. Thì lúc này nó làm tăng nhịp tim, tim phải hoạt động nhiều hơn, bị quá tải. Đó, cái gì mà quá nhiều cũng không tốt. Thì giống như nãy cái hệ giao cảm ta nó làm tăng nhịp tim đó, thì lúc này cơ thể do nó có bệnh lý nó phải làm tăng nhịp tim lên để nó đáp ứng được cái nhu cầu máu của cơ thể để sử dụng, để nó chuyển hóa, đó làm tăng nhịp tim lên. Rồi bên cạnh cái việc mà nó bị hở van tim ở đây, một là nó đóng không sát, còn hai là nó mở không đủ lớn, thì lúc này nó cũng, chúng ta cũng phải tăng nhịp tim hơn để nó đưa máu nhiều hơn ra vậy đó. Mà thường mình không biết, là chưa có tìm hiểu về lý do tại sao lại bị hở van tim, nhưng mà có nhiều lý do gây hở van tim. Rồi bên cạnh cái bệnh lý về hở van tim đối với cơ tim thì nó còn có về sơ vữa động mạch là những cái động mạch bên ngoài nè. Những cái động mạch bên ngoài, động mạch này là cái gì? Động mạch này, cái cơ tim á, nó là cái cỗ máy để vận chuyển máu, cái máy bơm máu ra ngoài. Nhưng mà bản thân nó cũng phải được nuôi, giống như nó phải được truyền dinh dưỡng, truyền điện này kia vô để nó duy trì chức năng của nó. Thì cái động mạch vành này, người ta hay gọi động mạch vành là corona nè, corona van của nó, atrial của nó, thì nó để nuôi sống cái cơ tim này. Nhưng mà khi chúng ta có một cái lối sống không được lành mạnh thì nó sẽ tích lũy mỡ này kia ở thành động mạch, là và dần nó sẽ dẫn đến cái lưu lượng máu đến cơ tim bị kém. Thành ra lúc này nếu mà nó bị tắc nghẽn á, thì một số cái mô tim như này sẽ bị chết, nó sẽ bị sơ vữa, làm giảm chức năng của cơ tim. Các loại cơ, các loại mô của chúng ta nó phải luôn được ở trạng thái nó đàn hồi tốt, nó co giãn tốt, nó mới điều hòa được. Còn khi mà nó bị chết, nó sẽ bị sơ vữa chỗ này. Nên người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ đưa một cái ống vào, người ta thông cái này giống như thông cái ống nước gì đó, đưa vào và ta bơm không khí vô cái bong bóng này để mở cái này giống như là cái khuôn ra để định hình lại cho cái thành động mạch của chúng ta. Sau đó họ xả hơi ra khỏi cái bóng này, nó xẹp lại và họ rút cái bóng này ra. Thì lúc này cái tim nó sẽ được gọi là tạm thời mở thông được cái đường ống này để cho máu lưu thông. Đó là cơ chế khi mà giải quyết đối với bệnh động mạch vành. Trong chỗ chúng ta làm có bạn Duyên, có người bác bị cái này nè, thông tới hình như là 6 cái hay 8 cái này trong cái cơ tim của ổng, hay là trong động mạch, thông tới 8 cái này, gọi là kỷ lục luôn rồi đó. Rồi, tiếp theo, về hệ thống, cái đó là hệ thống về van.
nói về tim chúng ta có gì cho biết về cái dòng máu đi như thế nào, rồi biết về cái tín hiệu điện của nó đi như thế nào, rồi cái sự co bóp của cơ tim, rồi đến cái các loại van đó, tên của các loại van, chúng ta phải nhớ các tên của các loại van của cơ tim. Rồi tiếp theo là đến các cái loại mạch, ở đây là động mạch, tĩnh mạch, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch đó, các thứ vậy. Thì từ từ tim nó sẽ bóp, co bóp đưa máu ra động mạch chủ. Động mạch chủ sẽ đi ra ngoài và nó phân nhánh nhỏ dần từ cái cấu trúc lớn và phân phân cành ra thành nhỏ dần. Thì những cái cấu trúc nhỏ dần vậy nó sẽ gọi là tiểu động mạch, từ động mạch chủ ra tới động mạch rồi tới tiểu động mạch. Và từ những cái tiểu động mạch này nó mới dẫn ra nữa đến các cái mao mạch. Đó, mao mạch hay còn gọi là capillary á, capillary. Rồi tương tự các mao mạch này nó sẽ trao đổi chuyển hóa với nhau, lấy chất dinh dưỡng, trao đổi oxy, carbon dioxide gì đó, CO2, O2CO2. Từ đó máu từ cái động mạch thông qua mao mạch mới chuyển qua đến tĩnh mạch. Tĩnh mạch lúc này từ tĩnh mạch, từ cái dạng mao mạch của màu xanh á, mao mạch màu xanh, mao mạch thì mình có màu xanh màu đỏ luôn ha. Đây nè, quá trình chuyển hóa nó vậy. Động mạch đi qua mao mạch, qua tiểu động mạch xong rồi đến mao mạch ha. Mao mạch từ đây nó chuyển qua một dạng mao mạch nhưng mà người ta đánh dấu màu xanh để biết là máu đã chuyển hóa rồi. Đó, từ đây mới đi lên cái tiểu tĩnh mạch. Vì nó nhỏ, nó đi ngược lại theo tiểu tĩnh mạch. Và từ cái tiểu tĩnh mạch này nó mới đi lên được cái tĩnh mạch. Rồi, từ tĩnh mạch này nó đi về tim trở lại. Đó. Thì động mạch thì chúng ta nhớ là nó đi từ tim đi ra, đi khắp cơ thể. Còn tĩnh mạch là từ toàn bộ cơ thể đi ngược về tim để nó chuyển hóa một lần nữa. Đó thì chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa nước, oxy, amino acid nè, gluco, CO2, các phụ phẩm, phế phẩm, đó, tất cả mọi thứ đây. Rồi, và điểm khác biệt của động mạch và tĩnh mạch là gì? À, Tiến biết không? Theo Tiến, điểm khác biệt giữa động mạch và tĩnh mạch là gì? Động mạch nó là máu truyền có oxy dồi dào, tĩnh mạch thì nó sẽ truyền về tim với lại không có oxy nhiều và nó sẽ dùng cái phế phẩm, cái sản phụ của những cái dinh dưỡng, những cái Rồi. khí CO2 nhiều hơn. Rồi. À, về cấu trúc của nó, theo em là cái nào dày hơn cái nào? Giữa động mạch với tĩnh mạch. Em nghĩ động mạch thì nó sẽ giãn hơn để nó co bóp tốt, chạy chậm hơn, nó chạy nhanh hơn, còn tĩnh mạch chắc nó dày hơn quá. Ở trong sách thì người ta nói là động mạch bơm từ tim ra nè, với áp lực lớn nè, nó động mạch mạnh và có những cái cơ bắp ở thành động mạch, từ đây xong nó sẽ truyền ra ngoài đến cái tiểu động mạch rồi sau đó mới đi vào mao mạch là capillary đây. Rồi động mạch, tiểu động mạch, kể cả tiểu động mạch thì nó cũng mạnh và nó có những cái thành cơ xung quanh cái động mạch đó để nó co bóp được, để co bóp như vậy để nó đủ mạnh để nó kháng được cái việc mà nó là dùng nó được, có thể đẩy được cái lượng máu lớn đi, đẩy được cái lượng máu lớn đi. Rồi thêm vào nữa, rồi đây còn dưới này là đến tĩnh mạch. Tĩnh mạch thì ta nói gì ở tĩnh mạch, tới mao mạch, tại vì nó chuyển hóa ở mao mạch trước. Mao mạch thì nãy cũng có nói rồi, đến tĩnh mạch. Tĩnh mạch thì nó sẽ vận chuyển máu về tim và nó chịu áp lực nhỏ, nó không có áp lực nhiều, vì áp lực ít nên nó mỏng, được chưa? Đó thì cái điểm khác biệt là gì? Điểm khác biệt là bên động mạch vì nó phải co bóp nên nó có cơ cơ kiểu cơ nhỏ của cái động mạch của nó và nó dày, vì nó kiểu như cơ bắp chúng ta hoạt động nhiều nó sẽ dày. Còn bên này nó chịu, do nó chịu áp lực ít nên nó mỏng. Rồi bên cạnh đó tĩnh mạch, động mạch á, thì do tim nó bóp xuống, từ cái tim ở trọng trên phần trên cơ thể nó bóp, nó đẩy máu xuống theo chiều trọng lực nên nó tự động nó đi xuống được. Còn tĩnh mạch vì nó không có cái gì để bóp từ dưới chân đi lên hết nên nó phải có một cái hệ thống là hệ thống van một chiều
hệ thống van một chiều của tĩnh mạch. Đây, đây nè, hình này nè. Đó, nó y như nhau hết luôn, nó chỉ khác một điểm thôi, đó là tĩnh mạch nó có cái van. Ví dụ như những cái phần cơ dưới chân chúng ta để đẩy máu lên. Đó, thì khi chúng ta hoạt động, chúng ta bước đi, chúng ta vận động gì đó, chúng ta tập luyện thì máu sẽ đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Và lúc này mỗi lần đẩy lên xong thì cái van này nó khóa lại. À, máu chỉ đi một chiều được thôi, không đi xuống. Để từ đây nó mới gọi là di chuyển áp lực bị động, kiểu như là thụ động, áp lực thụ động đi ngược về tim của chúng ta. Và đó lý do ta, người ta khuyên nên tập cái phần thân dưới nhiều. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta tập về thân dưới nó sẽ giúp tăng cường cái lượng cơ xung quanh các cái tĩnh mạch này. Và khi cái cơ của chúng ta co bóp, nó sẽ giúp cho tăng cái áp lực lên cái tĩnh mạch này và đẩy máu về tim tốt hơn. Nên người ta gọi cái phần low body của mình, cái phần thân dưới của chúng ta là cái quả tim thứ hai. À, ở trên thì có quả tim chúng ta bơm máu xuống, thì cái phần thân dưới của chúng ta được gọi là quả tim thứ hai vì nó chịu trách nhiệm bơm máu ngược lên. Đó lý do tại sao chúng ta nên có tập về thân trên, thân dưới khác nhau như vậy và tầm quan trọng của tập thân dưới. Đó. Rồi. Thân trên, thân dưới. Rồi để xem còn thiếu cái gì hay không. Hệ thống van thành của nó mỏng hơn. Ở đây có đặc biệt nè, có những cái van, có van ở trong tĩnh mạch để hạn chế, để ngăn cho cái việc máu bị đi ngược lại xuống cái thân dưới đó. Nó chỉ đi một chiều duy nhất thôi. Đó, đó là điểm khác biệt của động mạch tĩnh mạch ha. Một số điểm lưu ý. Rồi chức năng của cardio, hệ thống tim mạch chúng ta là vận chuyển oxy, vận chuyển chất dinh dưỡng và các cái hormone này kia đi đến cơ thể để thực hiện chức năng của nó và để nuôi sống cơ thể, thực hiện các chuyển hóa vậy thôi. Rồi đó là về tim, tim về động mạch tĩnh mạch. Tim thì có van, có tín hiệu điện đi thế nào. Người ta phân ra làm tín hiệu điện, các mô mà để vận chuyển tín hiệu điện và các mô về cơ tim để co bóp. Hai cái đó nó là nó hơi riêng biệt nữa, nhưng mà cái đó nó hơi sâu hơn một xíu, mình cũng chưa nắm hết cái đó, nhưng mà hiểu là sẽ có về những cái tế bào về tín hiệu điện riêng và những tế bào về cơ riêng, và hai cái đó liên với nhau để nó thực hiện chức năng tim. Rồi ở đây electrocardiogram ECG. Rồi tiếp theo là đến máu chứa oxy. Chức năng của máu là vận chuyển oxy từ phổi cho đến các mô của tế bào, của các mô của các tế bào của cơ thể để thực hiện chuyển hóa và vận chuyển cái CO2 đi về, đi ra khỏi cơ thể và những cái phế phẩm gì đó đẩy ra ngoài. Rồi vận chuyển oxy, the transport oxy. Cái việc vận chuyển được cái oxy này á, nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng hemoglobin mà hồng cầu chúng ta có. Hemoglobin hồng cầu chúng ta có cái lượng phân tử sắt chứa trong các cái tế bào hồng cầu. Rồi hemoglobin này đóng chức năng, đóng vai trò chức năng là một cái hệ đệm axit này. Không biết mọi người có ý kiến gì về hệ điện axit này không? Giống như mình hiểu sao về cái hệ điện axit này. Để nó điều chỉnh cái lượng ion, cái nồng độ ion H+. Tức là nó hạn chế cho chúng ta cái việc mà bị quá mức về ngưỡng axit hoặc quá mức về ngưỡng ngưỡng kiềm. Giống như là khi chúng ta vận động thì nó sản sinh ra axit lactic chẳng hạn. Thì lúc này máu đóng vai trò như vậy là nó vận chuyển bớt axit ra để cho cơ chúng ta có thể phục hồi hoạt động tiếp, mà nó không bị quá tải, nó không bị tăng quá cao cái nồng độ H cộng quá nhiều như vậy đó, để lúc này thì chúng ta duy trì được cái ngưỡng trung tính, cái ngưỡng bình thường ổn định cho cơ thể. Anh nghĩ cái hệ điểm axit này nó kiểu gì, giống như nó làm không cho máu bị cô đặc trong quá trình tập luyện không bị cô đặc, kiểu giống như khi mà mình vận động càng nhiều thì cái hàm lượng sinh ra H cộng thì kia nó sẽ nhiều, cái hệ điểm này nó sẽ khử đi vấn đề đó. Nó khử bớt để nói chung là để cho nó duy trì trạng thái bình thường của nó, đúng không?
Đúng rồi, anh nghĩ nó làm cho máu không bị cô đặc. Không bị cô đặc. Nói chung là cơ thể nó sẽ luôn có cách để nó đưa về trạng thái bình thường và tối ưu nhất của nó. Rồi. Còn cái việc chúng ta tập luyện hoặc là chúng ta làm việc hoạt động gì đó thì cái đó cơ thể nó không quan tâm, nó cái đó là việc chúng ta muốn như vậy, nhưng mà cái đó nó sẽ tạo áp lực lên cơ thể như nãy có nói, và cơ thể nó sẽ luôn tìm cách nó đưa về trạng thái bình thường. Rồi. Và để nó liên quan đến cái tỷ lệ chuyển hóa, vì vì nếu mà cái IMH cộng hay là cái nồng độ axit quá cao, nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng chuyển hóa của các tế bào, các cái chất hóa học trong tế bào. Rồi. Red blood cell, tế bào hồng cầu có trong máu, có chức năng instant chứa các số lượng carbonic anhydride catalyze. Kiểu như vận chuyển, tế bào hồng cầu này nó đến, nó đưa oxy vô, xong rồi nó lấy CO2 ra, lấy CO2 và nước ra để đào thải ngoài, nên chúng ta mới thở ra CO2 rồi mới đổ mồ hôi này kia, hoặc là kể cả chúng ta thở cũng có hơi nước trong đó, kiểu vậy. Rồi, đó là về máu, máu ít thôi, không có nhiều, máu chỉ có một đoạn ngắn thôi. Máu, đây là tế bào hemoglobin, hemoglobin gồm có hem, oxy, phân tử sắt, iron và chuỗi globin. Rồi, chắc đi hết luôn ha, đi hết luôn tới phần phổi. Hệ thống hô hấp, hệ thống hô hấp của chúng ta chức năng chính là để vận chuyển, trao đổi oxy và CO2, đó chức năng chính, và primary function chuyển đổi oxy và CO2 để duy trì khả năng sống và đáp ứng với nhu cầu của cơ thể. Rồi, không khí sẽ được thông qua mũi đến khí quản rồi đến phế quản. Trong giai đoạn đó nó có ba chức năng, là trong cái phần nasal này, khí quản, phế quản, nó sẽ có ba chức năng là làm ấm không khí lên cho phù hợp với nhiệt độ của cơ thể, thứ hai là làm ẩm tăng độ ẩm với không khí đó. Purifying là gì không nhớ nữa. Purifying, purifying, thanh lọc, thanh lọc, chức năng thanh lọc cái không khí đó. Rồi từ đây mới vận chuyển xuống trachea, bronchi với bronchiolis. Bronchi này hình như là phế nang. Không, bronchi mới là phế nang, còn bronchiolis là tiểu phế nang. Trachea. Khí quản. Bronchiolis là theo phế quản anh. Phế quản hả? Bronchiolis là phế quản hả? Bronchiolis là phế quản. Anh nhớ nó là lộn đúng rồi, bronchiolis là phế quản, còn cái olivi gì đây nè, tuốt cái này, alveoli nè mới là phế nang, đúng rồi, nhầm. Một cái nhỏ nhỏ xíu luôn á hay là Cái nhỏ xíu này mới là phế nang, tên là alveoli. Rồi cái hình đây, không khí đi thẳng xuống khí quản rồi đi đến cái này động mạch phổi nãy, đi chia xuống thành right với left, tức là phế quản trái, phế quản phải, rồi đi xuống thành tiểu phế quản rồi là bronchiolis, hoặc người ta đã gọi đây là bronchiolis. Và sau đó đến cái nơi mà chuyển hóa của nó, nơi chuyển hóa nó thì là alveoli. Alveoli này là phế nang. Rồi thì ở đây chúng ta cũng thấy là hình ảnh của tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch phổi với lại động mạch chủ, động mạch tim nào nè, nó vận chuyển máu ra vô đây. Thì bên này cái hình mô hình đây, alveoli đây là cái nơi mà alveoli nó giống như là các cái mao mạch chúng ta hồi nãy vận chuyển CO2 với oxy cũng vậy, thì ở đây cũng vậy. Thì ở đây khi mà trong dòng máu, trong cái những cái tròn tròn này, nó sẽ chứa oxy, nó chứa oxy và nó sẽ trao đổi qua lại với nhau, trao đổi qua lại với nhau liên tục để cái dòng máu từ màu xanh chuyển dần qua đỏ, màu xanh chuyển dần qua đỏ, tức là dòng máu từ cơ thể đi qua đây, nó nhận oxy, nó chuyển thành màu đỏ và đi ngược vào cơ thể tiếp. Và cái màu xanh này nó nhận gì, nó nhận gì ta,
Trong cái này nó sẽ chuyển cái CO2 ra ngoài, nó sẽ chuyển cái CO2 đi ra ngoài, đi ngược lên, đi ra ngoài. Alveolus, phế nang, đó là cấu trúc của phổi. Ở đây người ta cũng có những cái tên gọi khác như primary bronchi là phế quản, rồi đây dưới này cũng gọi là phế quản nhưng mà gọi là như là cái level thứ hai, nó nhỏ hơn nên gọi secondary bronchi. Rồi xuống cái này mới là bronchiolis, bronchiolis đây. Rồi, ok. Chức năng chính của phổi là trao đổi oxy. Trao đổi oxy để nó thực hiện chức năng sống, vận chuyển oxy. Oxy và CO2, đào thải CO2 ra ngoài. Cái việc chuyển đổi này và cái khả năng kiểm soát của phổi này nó phụ thuộc vào khả năng bằng cái việc nó mở rộng và rút ngắn co bóp, nói chung là giống như năm nay là co bóp của phổi. Và nó không thể tự co bóp bằng bản thân của nó. À, cái này chúng ta lưu ý cái này. Do not active expand và recoil, đây recoil tức là cái phổi chúng ta tự động của nó không có tự mở ra hoặc tự co lại được, mà nó phụ thuộc vào cái gì, nó phụ thuộc vào hai cách, đó là đi lên, cái việc lên xuống của cơ hoành diagram nè, lên xuống của cơ hoành, và như chúng ta hít thở thì cái ngực chúng ta lên xuống đó, thì lúc này là cái cơ này nó hoạt động, cơ này hoạt động, khi mà cái cơ hoành hoạt động nó sẽ giúp cho cái phổi của mình co bóp và vận chuyển không khí qua lại với nhau đó, nên nó cũng là một trong những lý do khi kiểm soát hơi thở, khi tập luyện để mình tối ưu được vận động. Khi mà cái cơ hoành này nó co bóp á, nó sẽ tạo ra một cái lực thụ động, không phải, đây gọi là cái áp lực âm, tức là sao ta, áp lực âm tức là khi nó co bóp nó tăng lên ở chỗ chest cavity. Có ai giải thích được khúc này không ta, áp lực âm ở chỗ cân phần ngực để đẩy, để cân bằng cái lượng, cân bằng cái phổi, nó giảm áp lực anh, giảm áp lực chỗ ngực hả, chỗ ngực cái khung ngực á. Giống như là cái việc co bóp của cái cơ hoành này nó sẽ làm tăng và giảm áp lực cái vùng ngực, tăng giảm áp lực vùng ngực và từ đó nó làm cho cái phổi của mình hoạt động được. Rồi trong quá trình chúng ta thở ra, trong quá trình hít vào, during hít, trong quá trình hít vào thì cái việc nó sẽ thực hiện cái việc co cái diaphragm, co diaphragm tức là nó kéo xuống và lúc này nó nở rộng cái phần cái ngực mình nở lên. Cái phần ngực mình nở lên tức là cái phổi của mình đang trương ra, trương lớn lên thì cái khoảng không giữa cái phần giống như cái phần xương sườn của mình, cái phần bên trong á, với lại cái không gian của cái ngực với cái phần xương sườn đó nó sẽ nhỏ lại, nên người ta mới gọi là nó giảm đi cái phần cái chest cavity nè, cái không gian của phần ngực á. Đó, ở đây. Rồi sau đó chúng ta thở ra thì đơn giản thì cái cơ này nó thả lỏng ra, nó nghỉ và nó đi lên. Rồi yêu cầu contract adrenal muscle. Trong một số trường hợp mà giống như hoạt động nặng hoặc là cường độ cao, khi phải hít thở nhiều, hít thở bằng những hơi nặng đó, thì phải kết hợp thì cái khả năng mà elastic tức là cơ chế thở bình thường chúng ta không đủ để cung cấp oxy, thì chúng ta phải kết hợp thêm cả cái việc gồng cơ bụng ở dưới này, abdominal muscle, co cơ bụng để tăng thêm cái khối lượng không khí cũng như là áp lực để duy trì nó, nên chúng ta mới có gồng kho các kiểu để tập. Rồi một trong những phương pháp thứ hai để mở rộng được cái dung tích phổi ở đây là nâng cái ribcage. Khúc này chưa có đánh dấu lại tại vì không nghĩ dạy đến đây,
nghĩ là đi hết cái team là hết rồi. À, mọi người có thắc mắc gì không về phần team? Phần team because chess can be this small. Our white resting position. Khi mà ngược hạ xuống. Em có đọc thì em biết là cái một cái cơ mà nó có chức năng duy nhất, cái cơ duy nhất á, có chức năng mà thiết yếu cho sự sống là cái cơ hoành á, diaphragm, còn mấy cơ khác không có chức thiết yếu cho sự sống. Cái diaphragm là nó cụ thể như thế nào nhỉ? Mình chưa hình dung được, nhưng mà tâm tâm cái đây và cái cơ chế của CrossFit thì cái này diaphragm nó khá là quan trọng. Diaphragm chứ không nằm, nó nằm dưới lá phổi sao? Không phải diaphragm, diaphragm anh, diaphragm á, diaphragm, BH, BH vô, BH ở giữa chứ dia, BH với gram có chữ BH ở giữa. Đây nè, cơ này nè. Dia BH rồi em. Nằm dưới lá phổi đúng không? À, đây nè, tức là khi nó co, khi nó co cơ, lấy hình này đi, khi mà nó co cơ nó sẽ kéo cái, kéo cái miếng này xuống, làm cho cái dung tích phổi bự ra. À, chúng ta lấy không khí vô đây, cái phổi lớn lên thì cái cơ này kéo xuống, nhưng mà khi cái phổi nó phồng ra thì tức là cái diện tích, cái diện tích hay thể tích gì đó ở trong giữa cái khoảng, khoảng không giữa xương, xương sườn và cái, cái phổi, cái phổi chúng ta nó sẽ thu hẹp lại bớt. Thì lúc này chúng ta hít nhiều vô. Rồi lúc nào khi chúng ta thở ra, tự động cái cơ này thả lỏng. Cơ này thả lỏng ra nó sẽ chạy lên, nó trả về vị trí ban đầu của nó. Thì lúc đó là chúng ta thở ra. Thì đúng giống như Tiến nói thì nó lại cơ duy nhất để duy trì chức năng sống, tại vì nó liên quan tới hít thở mà. Hít thở nên nó liên quan đến cái việc chúng ta nuôi sống cơ thể. Đó, câu hành đây. Diaphragm này. Và phổi đây, khi hít, khi chúng ta hít vào cái này chạy xuống, tại vì cái điểm nguyên ủy nó dưới này, điểm màu trắng dưới này nó kéo xuống, rồi khi nào chúng ta thả lỏng ra nó chạy lên. Rồi mấy cái này chắc để bữa sau, tại vì có một số khái niệm dưới này nữa. Trong lúc tập là có thêm những cái cơ khác nó cũng đóng vai trò trong việc thở, như là cơ ngực với lại cái cơ gì, cơ sườn gì anh, steno, steno gì muốn tên nè, steno cũng không biết, để tìm đọc lại cái này để mình qua bữa sau đi, có gì mình đọc thêm để xem có cái gì nói về xung quanh những cái khái niệm này hay không, để chúng ta dễ nhớ, tại vì mấy cái này chúng ta nên hiểu nó sâu một xíu thì chúng ta sẽ dễ nhớ mấy khái niệm này hơn. Và sau khi học hết cái bài này, chúng ta phải nhớ được hết mấy cái khái niệm này, những cái key term này. Nó là gì, khi giống như đọc vô cái điểm, cái những cái này chúng ta phải nhớ được nó là gì. Nhưng hôm trước chúng ta chưa có nói về acetylcholine. Acetylcholine là một cái chất dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Nó liên quan đến việc co cơ, về tâm trạng, về đủ thứ hết. Nhưng mà nó xuất phát từ từ trên não. Và giống như mấy cái sữa cho em bé hay có bổ sung choline đó, thì nó để bổ sung choline để nó kích hoạt cái enzyme acetylcholine, để từ cái acetylcholine này nó truyền tín hiệu dẫn truyền xuống, thì lúc này ngay chỗ mà liên kết giữa tế bào thần kinh và cơ nó mới sản sinh ra, nó kích hoạt được cái giải phóng canxi 2 cộng đó, đó là acetylcholine. Rồi những cái khái niệm này, diffusion cũng không nhớ nó cái gì, một số khái niệm này. À, cái này thì biết rồi, mitochondrial distal, semi này, semilunar vein, nó gọi chung là cái động mạch với tĩnh, cái động mạch phổi và động mạch chủ á, nó sẽ được gọi chung với cái tên là semilunar đó. Đâu, cái chỗ này có một cái khái niệm semilunar electro artery capillary. Hồi nãy có đọc thấy đâu rồi, mất tiêu. Semiluna. Đâu rồi ta? Tìm đây cho lẹ. Semiluna. Semiluna vein thì nó được xem như là
À cái van mới đúng, tìm cái chỗ van mới đúng. Cái van semiluna. Đây, semiluna van là cái van đi ra động mạch phổi và cái van đi ra động mạch chủ. Là hai cái van đó nó xếp chung vào, hay còn tổng hợp gọi là cái van tên là semiluna van. Khi nói đến hai cái này, hiểu là hai cái động mạch này. Đó. Cái chỗ van đó. Chỗ van mới đúng. Dưới này có một số câu hỏi về về bài nữa, mọi người có thể làm thử xem sao. Mình đang thắc mắc câu số 5, có gì mọi người làm thử qua rồi xem có gì thắc mắc không. Câu 5 là câu gì ạ? Câu 5 hả? Câu 5 ở đây người ta nói là cái gì nó sẽ xảy ra trong quá trình của cái giai đoạn QRS, tức là quá trình co của tâm thất đó. Nói về tín hiệu điện trong cái bảng điện tâm đồ. À thì số 1 nó nói là cái dẫn truyền tín hiệu điện của tâm nhĩ. Rồi cái số 2 nó nói là cái quá trình gọi là recharge đó, cái quá trình sạc điện lại của tâm nhĩ. Số 3 là sạc điện của tâm thất, và số 4 là quá trình dẫn điện của tâm thất. Thì như cái hình QRS này, tức là khi cái P wave nó đi xuống rồi thì nó đi thẳng cao lên và đi xuống, tức là lúc này tín hiệu điện đang truyền từ tâm nhĩ qua thất, và từ cái thất đó, từ cái điểm mà AV node đó, nó truyền xuống bên dưới của tâm thất và nó thực hiện cái co bóp tâm thất. Nên mình nghĩ nó sẽ là sự co của số 2 ở đây, sự co của tâm thất. Cái chính của cái giai đoạn này, cái chính của giai đoạn QRS này là sự co bóp của tâm thất. Mà co bóp hay là dẫn truyền điện á, thì nó là cái câu này nè, depolarization của tâm thất là quá trình này. Nhưng mà nó không có câu trả lời nào mà chỉ có số 4, mà nó sẽ ghép chung những cái khác. Ở đây không có còn là của cái tâm nhĩ nữa, tại vì cái sự dẫn truyền điện của tâm nhĩ á, nó là thuộc về cái đoạn P wave rồi, cái chữ P rồi đó. Thì ở đây tất cả cái mà có liên quan đến số 1 có thể loại trừ. Số 1 đây, hai đáp án này bỏ. Vậy thì có số 3 hay không? Số 3 là cái gì? Là cái sự sạc điện của tâm thất, tức là sau khi truyền điện xong nó sẽ dẫn luồng điện lên lại. Thì theo mình nghĩ nó sẽ không có bao gồm này, vì cái này nó sẽ thuộc về cái đoạn T-wave, cái chữ T phía sau. Thì nếu chỉ xét riêng cái đoạn QRS này á, thì đáp án này mình thấy hợp lý nhất, vì nó là cái đoạn mà nó dẫn truyền điện đi ra khỏi tâm nhĩ, có thể nó sạc điện lại. Nhưng mà cái repolarization, tức là quá trình kết thúc của quá trình dẫn truyền điện á, rồi sau đó là tiếp nói theo là cái quá trình dẫn điện của tâm thất, kết thúc của cái nhĩ và bắt đầu của cái thất. Nên ở đây mình đánh thử là câu B, thì không biết nó có đúng hay không, thì mọi người thử suy luận thử như thế nào. Rồi còn 1 phút nữa hết rồi. À, mọi người nếu mà thắc mắc thì có thể nhắn vào group ha. Ok. Ok, Hy hẹn vọng mọi người hơn. sẽ Hy vọng hôm nay không quá bị lắc. Ok, thank you em. Ok, chào mọi người. Cảm ơn anh nha. Cái bài mình Cảm ơn em. Bye.